Cuối tuần này sẽ chỉ có 4 trên 10 trận đấu tại vòng 29 Premier League được diễn ra và có tới 6 trận buộc phải tạm hoãn. Các bạn có biết tại sao không? Đó là do một số đội bóng sẽ phải thi đấu tại tứ kết FA Cup. Mà đáng chú ý, khi hầu hết các đội bóng trong số này là những ông lớn của xứ sở sương mù. Chính vì thế, sự tập trung của người hâm mộ bóng đá Anh trong những ngày cuối tuần có lẽ sẽ đổ dồn về giải đấu lâu đời nhất xứ sở sương mù. Không chỉ bởi có sự góp mặt của những tên tuổi lớn, họ thậm chí sẽ đối đầu nhau để tranh tấm vé vào vòng đấu dành cho 4 đội bóng mạnh nhất. Mà những cuộc đối đầu giữa các đội thuộc nhóm Big Seven thì lại chẳng bao giờ có chuyện kém hấp dẫn cả, dù cho đó có là giải đấu nào đi chăng nữa. Không chỉ đơn thuần là một chiến thắng, mà đó còn là sự khẳng định về vị thế, về tham vọng của các đại gia nước Anh. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là đâu là câu lạc bộ cần danh hiệu FA Cup hơn cả trong số các đội bóng đã lọt vào vòng tứ kết? Sau trận chung kết FA Cup mùa trước, Pep Guardiola đã bật khóc khi đi vòng quanh sân Wembley để ôm cầu thủ của mình. Khép lại mùa giải thứ 7 ở Anh, ông giành FA Cup lần thứ 2 khi xây dựng phiên bản hay nhất của Man City. Đội chủ sân Etihad đã giành được chức vô địch một cách đầy thuyết phục ở mùa giải trước với sự tỏa sáng của người hùng Ilkay Gundogan trong trận chung kết gặp đội bóng hàng xóm Manchester United. Mùa này khi Gundogan đã rời đi, cộng thêm nhiều lý do khác, Man City không còn hủy diệt một cách tuyệt đối như trước nữa. Nhưng tất nhiên, họ vẫn là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu thời điểm hiện tại và mục tiêu chinh phục các danh hiệu luôn nằm ở trong suy nghĩ của Pep cùng các học trò. Đặc biệt với FA Cup, chắc chắn Man City muốn bảo vệ chức vô địch mà họ đã giành được mùa trước. Đó là lý do để chúng ta có thể tin rằng đội bóng này sẽ nỗ lực hết sức ở cuộc đối đầu sắp tới với Newcastle. Với vị thế của chính mình, Manchester City chắc chắn sẽ rất muốn tiếp tục tiến sâu ở đấu trường FA Cup mùa giải năm nay, cùng với mục tiêu không gì khác ngoài việc bảo vệ thành công chức vô địch. Đó sẽ là lời khẳng định chắc nịch cho chỗ đứng của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola ở mùa này, bất chấp không ít những khó khăn mà họ đã phải đối mặt sau khi đã đứng trên đỉnh cao ở châu Âu. Có lẽ chúng ta sẽ cần phải nói về những gì mà người hâm mộ đã từng dùng để nói về Man City trước khi mùa giải năm nay khởi tranh. Đó là thời điểm mà các cổ động viên trên khắp thế giới có lẽ đa số có suy nghĩ rằng việc giành được quân ba lịch sử hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới tâm lý chung của Man City và khiến cho họ mất đi động lực để thi đấu. Để rồi trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ không mấy tích cực đó, nửa xanh thành Manchester vẫn thể hiện được một hình ảnh thực sự đáng sợ ở cả sân chơi quốc nội lẫn đấu trường châu lục cùng hàng loạt những màn trình diễn đẳng cấp. Ở sân chơi FA Cup, Man City cũng đang tỏ ra cực kỳ nghiêm túc qua từng trận đấu khi mà Pep Guardiola vẫn sử dụng những cái tên cực kỳ ưu tú ở vòng đấu trước với Luton Town. Đó là trận đấu mà những Erling Haaland, Jack Grealish hay Kevin De Bruyne đều đã có mặt để giúp cho The Citizen có được tấm vé tiến vào vòng tứ kết một cách cực kỳ thuyết phục. Thậm chí nhìn vào đội hình của Man City ở trận đấu gặp Luton Town, người hâm mộ còn nhận ra sự chênh lệch lớn so với những gì mà Pep đã sử dụng ở vòng đấu trước đó khi gặp Spurs. Điều này cho thấy càng vào sâu, vị trí lực gia người Tây Ban Nha càng cẩn trọng hơn với những quyết định của mình về đội hình và muốn Man City thi đấu một cách chắc chắn nhất có thể. Với một đối thủ như Newcastle, rủi ro chắc chắn sẽ là điều mà Man City cần phải cẩn trọng. Trong bối cảnh hai đội đã gặp nhau 3 lần ở mùa giải năm nay, nhà đương kim vô địch châu Âu có lẽ vẫn còn nhớ trận thua của họ trước chính đội chủ sân St. James Park ở một đấu trường cúp khác mùa này, chính là Carabao Cup. Đó chắc chắn sẽ là một trận đấu mà Man City sẽ cần phải nhìn lại để nhận ra những sai lầm, những điểm yếu của chính bản thân nếu không muốn kịch bản cũ lặp lại. Với đơn giản, khi đã bước đến thời điểm này của mùa giải, sẽ chẳng có đội bóng nào muốn trở thành kẻ bại trận ở sân chơi họ tham gia cả. Một năm trước khi Man City đăng quang, Liverpool là đội đã có vinh dự được nâng cao chức cúp vô địch. Mùa trước, Lữ đoàn đỏ lại phải dừng bước ngay từ vòng 4 sau khi để thua Brighton. Nhưng tới mùa giải này, chắc chắn The Kop có lý do để quyết tâm làm được điều mà họ đã làm 2 năm trước. Đó chính là vì huấn luyện viên Jurgen Klopp. Như đã biết, chiến lược gia người Đức sẽ rời Anfield sau khi mùa giải năm nay khép lại. Và để tri ân những đóng góp của ông, chắc chắn các học trò sẽ nỗ lực để giành được nhiều danh hiệu nhất có thể.
bắt đầu từ đống đổ nát của mùa giải trước, với quá trình tái thiết bị gián đoạn bởi sự ra đi đột ngột của Jordan Henderson và Fabinho, cùng với chấn thương liên miên, Liverpool tưởng chừng đã bị loại khỏi cuộc đua danh hiệu. Nhưng với những gì đang xảy ra cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải, người ta có quyền đặt kỳ vọng vào một mùa giải đại thành công của The Kop. Thành công của Klopp đến từ sự kết hợp giữa tâm lý và chiến thuật. Ông là một huấn luyện viên tài ba với sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, đồng thời luôn tin tưởng vào con người và cầu thủ của mình. Klopp và các học trò vẫn đang đi đúng hướng trong mùa giải này, đặc biệt khi họ đã giành được chức vô địch Carabao Cup. Vậy nên mục tiêu ăn 3 hay thậm chí là ăn 4 là hoàn toàn có cơ sở. Nếu thành công, đây sẽ là một mùa giải siêu phẩm và là món quà chia tay không thể ý nghĩa hơn với huấn luyện viên Jurgen Klopp. Câu chuyện của Liverpool ở mùa giải năm nay xứng đáng được viết thành một cuốn sách để trở thành ví dụ điển hình cho một trong những đội bóng truyền cảm hứng bậc nhất lịch sử. Kể từ cái ngày mà huấn luyện viên Jurgen Klopp thông báo rằng ông sẽ rời khỏi sân Anfield vào cuối mùa giải năm nay, người hâm mộ của vùng Merseyside có lẽ vẫn đang kỳ vọng vào một cú quay xe ở phút cuối của vị chiến lược gia người Đức. Với những gì mà Klopp đã làm được kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở đây, ông xứng đáng có được cho mình một vị thế khác biệt so với những người đã từng trở thành thuyền trưởng của Anfield. Để rồi khi tất cả đều hiểu được rằng sẽ chẳng có cú quay xe nào, thì đó cũng sẽ là lúc mà điều tốt nhất mà họ có thể làm được chính là cổ vũ tinh thần cho toàn đội ở hành trình sắp tới. Rạng sáng ngày hôm nay, The Kop đã có cho mình tới 4 bàn thắng ngay trong hiệp 1 ở trận đấu với Sparta Praha trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp của Europa League. Đáng nói ở chỗ đây là những gì mà đội bóng thành phố Cảng đã làm được khi mà đội hình của họ vẫn đang bị tàn phá nghiêm trọng mùa này, và đội chủ sân Anfield có lẽ cũng đang là đội bóng nằm trong nhóm Big Six bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những chấn thương đó. Ấy vậy mà qua từng trận đấu, Liverpool vẫn biết cách khiến cho người hâm mộ cũng như chính huấn luyện viên Jurgen Klopp cảm thấy tự hào vì màn trình diễn đầy cảm hứng và gần như chưa bao giờ biết bỏ cuộc. Đối với cầu thủ đang mặc trên mình chiếc áo với logo của Liverpool lúc này, mục tiêu của họ không gì khác chắc chắn sẽ phải là danh hiệu ở tất cả các đấu trường họ còn đang tham dự, để hướng tới mục tiêu chính là cú ăn 4 lịch sử với một người vĩ đại như Jurgen Klopp. Vị chiến lược gia người Đức hoàn toàn xứng đáng với chiến tích đó để có thể ghi lại một dấu ấn mà cá nhân ông mới làm được tại một trong những sân vận động cuồng nhiệt nhất nước Anh. Đó sẽ là một món quà chia tay không thể tuyệt vời hơn mà cầu thủ của Liverpool có thể dành tặng cho ông thầy của mình. Và chắc chắn toàn bộ tập thể đội bóng vùng Merseyside lúc này đang lấy sức mạnh tinh thần đó để khỏa lấp cho những khó khăn mà họ đang phải đối mặt trong phần còn lại của mùa giải. Man City và Liverpool đều có lý do chính đáng để hướng tới chức vô địch FA Cup. Nhưng để nói về mức độ cần thiết, Chelsea và Man United mới là hai cái tên được đề cập trước tiên. Mùa này nhiều người vẫn nhắc về Chelsea và Man United như đôi bạn thân cùng chung phong độ bất ổn. Hai đội có chung hoàn cảnh ở Premier League. Có thể nói là vậy, mặc cho thứ hạng của Man United cao hơn và với việc rất khó để cạnh tranh tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Đây cũng có thể xem là một thất bại của đội chủ sân Old Trafford, cộng thêm việc bị loại ở Champions League ngay sau vòng bảng. FA Cup đang trở thành phao cứu sinh duy nhất cứu vãn mùa giải thảm hại cho thầy trò Erik ten Hag. Nhưng trước mắt họ là một Liverpool đang rất quyết tâm chiến đấu vì Jurgen Klopp. Vậy nên mọi chuyện là không hề đơn giản với quỷ đỏ. Chelsea thì đã có cơ hội cứu vãn mùa giải khi lọt vào trận chung kết Carabao Cup. Tuy nhiên, trước sức mạnh của Liverpool, đặc biệt là khoảnh khắc ngôi sao Virgil van Dijk, đã không có phép màu nào xảy ra và The Blue buộc phải làm lại từ đầu với FA Cup. Sức ép dành cho huấn luyện viên Pochettino đang là rất lớn khi ở Premier League hiện tại, Chelsea thậm chí còn đang xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng. Và nếu như không thể gỡ gạc lại hình ảnh của đội bóng, cụ thể là chiếc cúp FA, thì chiếc ghế của chiến lược gia người Argentina sẽ trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Từ đầu mùa giải cho tới nay, người hâm mộ vẫn cứ trêu chọc cả Manchester United lẫn Chelsea là đôi bạn cùng khổ nước Anh lúc này. Bởi khi nhìn vào những gì mà hai ông lớn của châu Âu thể hiện ở sân chơi quốc nội, có lẽ một người mới xem bóng đá cũng sẽ chẳng thể tin được đây là hai đội bóng đã từng gieo rắc nỗi khiếp sợ ở toàn cõi châu Âu. Giờ đây ở Premier League, mục tiêu của Man United có lẽ sẽ là giữ cho mình một vị trí ở top 6 đội dẫn đầu thay vì là hướng tới một tấm vé dự Champions League. Mục tiêu có thể đánh giá là quá khó khăn cho quỷ đỏ vào lúc này. Chính vì vậy, sân chơi duy nhất còn có thể giúp cho thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag có thể kỳ vọng vào việc giành được danh hiệu chính là FA Cup với cuộc đối đầu Liverpool ở vòng tứ kết lần này. The Kop sẽ là một thử thách cực đại dành cho đoàn quân của vị chiến lược gia người Hà Lan, nhất là khi tinh thần đang trở thành thứ vũ khí đáng sợ nhất của đội chủ sân Anfield vào lúc này. Chính vì vậy mà quỷ đỏ chắc chắn cũng sẽ cần tới điểm tựa tương tự mang tên tinh thần để có được hy vọng làm nên bất ngờ trước Liverpool ở trận tứ kết này. Nếu ở mùa trước Man United đã có cho mình một danh hiệu Carabao Cup để khiến cho bầu không khí của cả mùa giải trở nên bớt ảm đạm, thì FA Cup hoàn toàn có thể trở thành cứu nguy cho đội chủ sân Old Trafford lúc này nếu như họ không muốn trắng tay trước khi bước vào cuộc đại cách mạng của mùa hè. Còn đối với Chelsea ở thời điểm hiện tại, cơ hội để The Blue có được một tấm vé tham dự Cúp châu Âu mùa sau qua con đường Premier League sẽ là con số không tròn trĩnh, bởi đơn giản họ đang cách quá xa nhóm có vé dự Cúp châu Âu.
Chính vì vậy mà ngôi vương ở FA Cup hoàn toàn có thể là mục tiêu quan trọng hơn mà đội bóng London có thể hướng tới, và đó cũng là mục tiêu mà Pochettino hiểu đội bóng của ông cần phải đạt được trước khi chính bản thân ông vướng vào những rắc rối về tương lai. Vị chiến lược gia người Argentina vốn đã bị đặt vào vòng nghi vấn từ lâu khi không thể giúp Chelsea có được những kết quả có lợi dù đã chi ra rất nhiều tiền. Giờ đây một chức vô địch FA Cup có thể sẽ không khiến cho những nghi ngờ bị đập tan đi, nhưng chí ít nó cũng thể giúp cho Pochettino có thêm phần nào niềm tin nơi thượng tầng đội bóng cũng như người hâm mộ để tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hướng đi đúng cho toàn đội. Vậy thì cơ hội dành cho những đội bóng còn lại thì sao? Newcastle, Wolves, Leicester và Coventry. Xét trên thực lực, Trích Chòe đang là cái tên có thể gây nên bất ngờ nhiều nhất. Nhưng trong bóng đá, khi bóng chưa lăn, chúng ta chưa thể khẳng định chính xác được bất cứ điều gì. Nếu các bạn không tin, hãy thử quay về năm 2013 mà xem đội bóng nào đã giành được chức vô địch FA Cup. Đó là một Wigan nhỏ bé, khi ấy họ đã đả bại Man City với đẩy dậy những ngôi sao trong đội hình ở trận chung kết. Dĩ nhiên cơ hội của bốn đội bóng này là thấp hơn các đội còn lại, nhưng không phải là không có. Có lẽ họ cũng đều đang sẵn sàng để viết nên một câu chuyện cổ tích cho riêng mình. Sau khi điểm qua câu chuyện của những đội Big Six có mặt ở vòng tứ kết FA Cup năm nay, chúng ta hãy cùng điểm lại xem còn những cái tên nào thực sự đáng chú ý ở vòng đấu này. Đầu tiên chính là Newcastle United, khi mà gã nhà giàu mới nổi của nước Anh đang không có được những màn thể hiện tốt ở sân chơi quốc nội Premier League. Khoản đầu tư mà những ông chủ giàu có ở sân St. James Park chi ra dường như đang không phát huy được hiệu quả như mong muốn so với chính họ ở mùa giải trước. Vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng đang khiến cho Trích Chòe không thể có được một suất tham dự Cúp châu Âu, chứ chưa nói đến tham vọng trở thành đối trọng với các đội Big Six trong tương lai. Chính vì vậy, con đường để Newcastle có được tấm vé tham dự Cúp châu Âu mùa này có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu họ dồn toàn lực vào sân chơi Cúp FA thay vì là một vị trí đấu trường quốc nội. Man City có lẽ sẽ không phải là một thử thách dễ dàng. Nhưng cũng tại một đấu trường cúp mùa này là Carabao Cup, chính họ đã vượt qua được những nhà đương kim vô địch châu Âu để có cho mình tấm vé đi tiếp. Đó hoàn toàn có thể được xem là tiền đề quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe tự tin hơn trong cuộc đối đầu với nửa xanh thầy Manchester vào cuối tuần này. Trong khi đó, Leicester đang rất quyết tâm để trở lại với hạng đấu cao nhất của xứ sở sương mù sau khi phải ngậm ngùi xuống hạng ở mùa trước. Vị trí đầu bảng cùng khoảng cách 3 điểm ở Championship lúc này đang giúp cho chính bầy cáo có được cơ hội lớn nhất để trở lại với Premier League chỉ sau một mùa giải. Dù phải đối đầu với Chelsea nhưng chẳng có lý do gì để Leicester không tự tin vào cơ hội của chính mình, khi mà The Blue vốn chẳng đáng sợ bằng những đội Big Six khác với phong độ như lúc này. Trong khi đó, Wolves hay Coventry City sẽ là những cái tên không được đánh giá quá cao, và dù ai đi tiếp thì cũng khó có thể tạo ra được khó khăn ở những vòng đấu sau cho những ông lớn của xứ sở sương mù. Liệu Man City có quyết tâm bảo vệ chức vô địch để tiếp tục hướng tới cúp ăn ba trong mùa giải này? Liverpool sẽ chiến đấu hết mình để dành tặng huấn luyện viên Jurgen Klopp thật nhiều danh hiệu trước khi ông rời đi? Hay Man United và Chelsea sẽ cố gắng để cứu vãn một mùa giải thất bại? Đó là những câu hỏi mà chỉ khi nào trái bóng chính thức lăn, mọi thứ mới có thể được giải đáp một cách chính xác. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Phút Bù Giờ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân Show. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.